đứng đầu của K47, cơ hội cho K47 sút điểm ngay. Và tỷ số là 1-0. Một pha bóng dứt điểm rất đơn giản nhưng đủ khó để đánh bại được thủ thành Hữu Huân. Một sai lầm đến từ hàng phòng ngự của các thủ bên phía K46 và ngay lập tức họ bị trừng phạt bàn thắng rất sớm. Một tình huống dứt điểm quyết đoán ở xa và rõ ràng là hàng phòng ngự của các thủ K46 vẫn chưa thể áp sát được. Trong đội hình của K47 ngày hôm nay họ còn có thêm Dương Huy số 19, Lê Hào số 8, Kim Phong số 17. Đây là Danh Hào. Đường phân bóng dài của Danh Hào. Cơ ơi! Không thể tung ra một tình dứt điểm. Không vào! Một pha dứt điểm có phần hơi với đến từ cầu thủ K47. Và vừa rồi thì thủ môn của đội bóng K58 đã phải trổ hết tài năng. Tô Tài. Dường như Tô Tài là một thủ thành đến từ Yên Phụ thì phải. Nếu như tôi nhớ không nhầm. Hữu Hải và Tô Tài, Hữu Hải! Một pha đá phạt penalty rất chuẩn xác và nhẹ nhàng. Mẫn Triều không vào! Và như vậy xin được chúc mừng đội bóng K47. Đội bóng đã đi tiếp bước vào vòng bán kết. Và xin được chia buồn với đội bóng K58 và buổi thực thuật của chúng tôi. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Bóng vẫn đang lộn xộn, rút ra không được, sóng gió chưa qua đi, rút ra bóng đi treo góc rất căng. Đó là một tình huống mà chúng ta cứ ngỡ rằng đã là bàn thắng dành cho K47 rồi, không, nhưng không, bóng đã đi hơi chạy cầu dọc. Nguy hiểm, không vào, phản xạ tuyệt vời. Một pha bóng mà thủ thành Văn Duy đã cứu thua quá xuất sắc. Một cú đẩy bóng, đẩy bóng bằng những đầu ngón tay và sau đó là cột dọc đã từ chối siêu phẩm sút xa. Không có bàn thắng dành cho K47, quá đáng tiếc. Đó là pha bóng đẹp nhất của hiệp 1 trận đấu này. Không phải Văn Đạt. Cú đá không vào! Một cú đá đi thẳng chính giữa khung thành. Rõ ràng là một áp lực tâm lý đã ảnh hưởng tới cú đá penalty vừa rồi. Cú sút! Không vào! Hai pha cản phá liên tiếp của ngôi sao bên phía cao thủ K47, đó là thủ thành Nguyễn Văn Trương. Cú đá chính xác rồi! Trận đấu kết thúc và chiến thắng 4-2 trên loạt sút penalty đầy cảm xúc của cao thủ K47. Xin mời hai đội bóng cùng trở về khu vực giữa sân. Cuộc chiến K46, K47. Nguy hiểm, cơ hội! Không vào! Cột dọc đã từ chối bàn thắng, Hữu Hải vẫn không vào! Cơ hội! Vẫn không vào! Và pha dứt điểm liên tiếp. Hai đội bóng được yêu quý nhất ở mùa bóng này. Với sự ủng hộ Quý Hơi, không vào! Vừa rồi lại là một cú đá phạt đẳng cấp nữa đến từ Captain Hữu Hải. Cú đá phạt vào góc xa nhưng cầu thủ bên phía cao thủ K46 đã bắt bài và đứng ở vạch rồi, cản phá cú đá vừa rồi. Không có lỗi, Văn Công qua người, Văn Công được chuyền công!
sáng vừa rồi là pha xử lý tuyệt vời của Hữu Hải. Hữu Hải đã chuyền bóng dành cho Văn Công, nhưng Văn Công thì đấu đồng đội hơn. Anh thực hiện dành cho đội của mình để dứt điểm treo góc thành bàn. Và xin mời một cầu thủ. Cái biển rất mạnh. Dứt điểm. Pha! Dấu chấm hết rồi. Người ghi bàn là cầu thủ đã số 17 Kim Phong. Vâng, Tuấn tiền tể vẫn như thường lệ, ăn thẻ vàng nhưng cười rất tươi. 2-0. Xuất phát từ một tiểu ném biển. Đây được coi là dấu chấm hết dành cho K46. Và thay người trọng tài. Bên phía K47 họ có sự thay đổi người. Tấn Đức ra sân, vào sân là Hữu Quân. Những khoảnh khắc nghiệt ngã của bóng đá đã được thể hiện dành cho nhánh dưới 35 tuổi. Xin chúc mừng K47 đỏ ăn tất. Bộ phim Bom Tấn của mùa giải này đỏ ăn tất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận chung kết thứ 3 giữa K37 và K36. Đây mới là đỉnh cao. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.